Đủ mà chảy máu không? Ồ, kèm cầm trúng tay chảy máu luôn rồi em ơi. Chảy máu ra. Chảy máu luôn rồi. Ủa sao chị bị vô đây? Lấy cái bi đâu? Cho cái bi đi em. Dạ dạ cái bi đi. Hàng dậy ổ tụi nó đi nè. Nãy giờ tụi mình dí cho nó chạy vô ổ tụi nó nha. Đi tay em ra nha. Lỗi có chút xíu. Ôi nó kẹp vô tay cầm nữa kìa. Ờ, nó cay luôn. Nó cay không? Xong luôn. Nước đầu ổ, nước mấy cái chân luôn. Chào anh em nha. Chào anh em nha. Hôm nay tụi mình đi móc cua nha anh em. Hôm nay tụi mình thì đi móc cua trong mấy cái hồ mà người ta nuôi cua mà người ta bỏ lâu năm nha anh em. Giờ nó còn cua dưới đây này. Giờ anh em mình soi coi hồ nào là còn thì anh em mình móc lại bắt nha. Móc cua. Hôm nay chỉ đi móc cua. Đấy. Đây anh em à, soi thử. Dưới đây là nước nha anh em, nước còn cạn cạn nha. Anh em mình đang ở khu hồ tôm. Còn chỗ bên đi thôi. Hồ tôm không? Nên con ké chạy này. Thì con ké này chạy này. Có chụp ké không hả? Thì ké ta. Ké gì đi tùm lum này. Vô bụi cỏ thì có gì không Phú? Ké nhiều. Thì xếp bụi cỏ thôi. Ké lớn hay chung bụi cỏ lắm á. Ừ. Tụi mình này đi xuống chỗ cái hồ. Hồ người ta nuôi cua người ta bỏ đâu nha, người ta bắt thu hoạch xong rồi. Thường người ta chỉ còn những con cua nhỏ họ không bắt mà đỡ lâu, trong này nó chỉ lớn lên nha. Tụi mình xuống đi mốt lại, kiểu như xuống đi tìm này, tìm lại con gó tụi mình bắt. Thì còn hôm nay một ngày may mắn nha. Trong lum lùm giờ có lắm cua. Tới chục kia này, chục kia có một cái đám cỏ đẹp lắm Phú à. Rồi đi tới chỗ đó. Có ốc không? Con ốc tụi mình còn bắt luôn nha. Con gì kìa, con gì mấy con đấy anh em ơi. Đây, Phú lượm được con ốc nha. Bắt được con ốc. Bây giờ bà mới vô con ốc. Ok, anh em tụi mình đi kiếm cái chỗ nào đẹp đẹp nha. Đây, đẹp đẹp mà chỉ nó thì rất là giờ có cua kia. Ốc này, ké. Ý, con ké này lớn này. Ké gì này? Phú bắt nghe anh em. Chụp. Dính không? Dính. Bắt luôn. Hay quá. Cà rô. Phú bắt là cà rô liền Phú á, với chị ăn cà rô nhảy Tây Bắc nha anh em. Rồi, chúng rồi, với ăn món cà rô Tây Bắc luôn anh em. Cà rô Tây Bắc. Cà rô Tây Bắc nha. Phú bắt hay quá. Bắt là cà rô luôn. Ủa, tụi đây ké lên đây này, trong đây. Ké nhiều, ké này. Đầm cỏ này ké lên lít nữa anh em à. Cả mấy con cua ké là trốn. Cua ké trong đầm cỏ là nhiều lắm nha. Đây. Giờ mình đi tới trong đầm cỏ này. Nước càng cạn giờ có ké mới ké cua ở đây. Từ từ đi khang. Đi sau đợi chú rồi biên cho. Đi sau đợi chú rồi biên nha. Trong đầm cỏ này cô ké nằm đầy hơn luôn ạ. Wow. Nhiều lắm, ké chạy nhiều lắm. Nói chung là mình sẽ quay camera gần này cho anh em coi nha. Nhẹ chân khang. Chú Thanh mới thấy ké to rồi đi. Mình chưa thấy cua nha. Cua núp rất là kỹ. Tụi mình phải quan sát thật là kỹ mới thấy được nha. Sao Phú? Phú thấy gì không? Cua. Sao? Thấy gì nữa? Cua. Ê. Thấy. Cua anh em ơi. Đây em là vũ đây anh em à. Đây. Đó. Đây. Anh em thấy cua không? Ta mày đã bên đầm vàng có thấy hả đây? Ở đây phú từ phú. Cái đó ghét. Ui vô. Đây. Nó nằm dưới nước đây. Nó nằm im ru nha. Ủa. Nằm là vũ anh em ơi. Ê, coi nước độc không? Ồ, sao nước độc không? Nước độc không? Cô mất á. Nó chạy tới chỗ nào đầm? Cô bắt mà. Sao nhanh vậy? Nó chạy tới thôi. Nó chạy, đây. Cô này khiến nó nhanh nè. Phú. Ồ, quá. Wow, nó kẹp mình. Ồ, dám chút là tiêu. Nó mạnh ngư ông.
Đúng là cua này nó lâu nè anh em ơi. Wow, chín rồi anh em ơi. Chín đâu, chín đâu. Con cua phải bắt ném cái càng lại giống phú đấy nha anh em. Con cua này là kẹp một khoét là đứt tay luôn anh em ơi. Hồi nãy anh Trâm mày kẹp ngay tay này. Mới kẹp cho sơ. Mới kẹp cho sơ có dấu lộ luôn anh em ơi. Phú bắt được này. Đâu bỏ đưa đưa bỏ đi khách. Hang bỏ vô bỏ vô. Dẹp đi anh Trâm. Dạo dạo đi cầm. Cùng quá anh em à. Chết là mềm mấy anh em à. Đây là cua xanh nha anh em. Cua xanh nha. Nước đục. Cua người ta nuôi nha. Xong đỡ thời gian ra lớn. Đây là nước chè hai nha anh em. Hồ này là nước chè hai nha. Thì tụi mình đi tìm tiếp nha. Dạo khu vực có rồi. Khang. Ừ, đưa ông Bình cho ba đi tìm nữa. Đám cỏ này khá lý tưởng nha anh em. Đám cỏ này tụi nó vô tú ngủ rất nhiều nha. Rồi. Đi tìm từ tìm. Yeah. Từ chậm mấy nước nó đục lên như thế này là không thấy được đâu nè. Đi chậm thôi. Giờ một hang thôi, mình đi chậm mình đi tiếng tối cũng tối. Nước đục như thế này là khó thấy lắm, đi chậm cho nước trong giờ thấy. Mấy cái nhỏ không? Ừ. Đây đi tìm. Hai cô đi ơi. Gì? Hai cô. Hai cô. Hai giờ trong. Từ. Hai giờ trong anh em ơi. Đừng loại nước nó đục khó bắt lắm. Hai giờ trong. Đây đây nè anh em, khe to. Wow, hai cua. Đây cái hang. Hang cái hang của nó này. Cái hang của nó. Đây cái hang của nó này, hầm này anh em, hầm này. Nó mua cái hầm anh em đẻ không? Nằm đẻ quá đẻ nha. Lên con. Ừ đây đây chạy im không không sao. Bắt con được không? Kéo về đỡ thao đi. Bắt con đi trước đi. Con đấy đó. Wow, con đấy hai cái. Nó kìa đi ơi. Con kia nó chạy một cái rồi, nó chạy kìa. Wow. Từ nhìn chặt đây. Nước đục liền anh em. Hòn phú nó bắt như thế này đúng rồi anh em à. Khen đứng im, đứng lại. Khen im. Con này nó chạy, từ. Mà nó bắt luôn nha. Kìa. Nó vô hai càng rồi phú anh. Đó. Wow, đã quá anh em à. Ừ. Chúng đi mốt chúng cái hồ anh em ơi. Đi mốt cái hồ. Vô. Giòn ăn hơn. Cua này ăn rất là ngon nha anh em. Này gọi là cua xanh đúng không? Cua xanh. Ồ, nó ngon mạnh lắm nha. Coi hai cái giơ hai càng này. Hai càng quá bự. Con nào to hơn ta? Nào cua đực nào cua cái? Con chập to hơn. Ừ. To hơn chắc con cua đực nha anh em. Còn nhỏ hơn chắc cua cái á. Ok. Đẻ quá đẻ. Hai con anh em. Khen ném nó chặt ra cho chú Trâm bởi chú. Kem em biết đi. Kem được biết đâu rồi. Rồi, đi. Hai con đồ to. Ui ôi. Ê con nó kẹp á. Cái này mình bỏ qua vào dứt khoát á. Đây y xì. Ba con anh em ơi. Con anh em à. Đưa ai ngờ gặp ông. Ai ngờ. Thì chắc nửa ký hơn rồi chú. Bị tâm lại ngon quá. Ồ ba con to quá anh em. Con này ba con này gần chục ký trọng á. Từ. Đi chậm chậm bây giờ khu đây nó con cua này mà đặt kèm một khoáng là bay cái con tay luôn anh em ơi. Quá đẻ anh em. Chậm gì đi ta. Làm gì vậy? Cua nha. Cục gì tổng cua. À. Còn ốc gì người ta có thử cốc có ké gì không? Có ké, ké nó chạy lùm lùm này. Ké đeo ké chạy. Ê đây. Khu. Đục nước rồi, từ. Ý chậm khang. Ké âm xong rồi. Đây, khang dí con này. Đấy, khang bắt khang. Chụp. Đấy, đây là 50 bụi. Dính chưa? Chị dính nè. Ồ, nó vô đây bụi này. Chụp cái đường biến lưng khang cho nó ướt không giấy. Tiếp sao, bếp con con rồi. Chụp con rồi, lúc này thử có con cua con ké này nằm trong bụi không anh em? Mình em đi tìm nữa nha. Trùng từ đấy đi thiệt kỹ thiệt cẩn thận nha anh em. Nhanh quá. Gồ gồ ké này. Nó chạy đầy luôn. Ké này nó chưa đứng đen đứng bóng nha. Rô nhỏ không à. Rô nhỏ tụi mình chưa gặm ké nào lớn được bắt hết. Ui, ê Phú bắt được không? Bắt con ké rô đi cho anh em xem. Chạy không? Chạy nhanh quá. Cô nó búng nước tùm lum hết à. Cô có ke lớn ở đây không? Ke nó ở trong cỏ rồi. Ke tấu nó vô cỏ ở nhiều quá anh em ơi. Đây. Phú thấy gì nè. Ừ, chạy không? Nhanh vậy. Ke nó ở dưới hang. Đây. Ồ, chạy nhanh vậy. Phú bắt mấy ke này chưa? Nó sẽ ăn cây nhảy nha. Đi Phú, con này đổ. Ke này bụng bự đi. Cây nhảy tay bắt không? À, cây nhảy tay bắt. Đúng không? Dẫn trước anh em ơi. Đây kia đi nhỏ mà bụng nó chứa anh em ơi. Wow, bụng nó chứa. Chứa. Bụng to.
Đi đâu phải cá rô phi. Cái gì ta? À, đâu phải cá rô phi đâu. Mà sao bụng chữa mới nhỏ xíu mà bụng chữa đây. À, đi đâu phải cá rô phi. Rô phi kia. Nó chữa anh em, nó chữa thôi mình thả. Cá rô phi là vì sống nước đi. Đồng sống. Không giờ hai mà. Tôi xài sống thôi. Bữa mình phải chữa nước gì. Rô phi rồi, biển luôn à. Ê con cá bự bự này cú. Đi vừa đi ăn vừa đi ăn chụp luôn, mình chụp luôn. Ê tôi chạy. Ê ê ê đây nằm ngay bụi này. Nó nằm ngay bụi đây. Đây hai con. Hai con. Bắt con to ơi. Đó. Ôi yeah, chạy đi. Mèo. Lại vô chúng mày này. Ô ô, tung tung luôn. Tung chân à. Rồi em to đi. Đi có con bự bự này. Cũng có thấy bự bự đâu vậy nè. Từ 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 từ. Dính không? Dính. Sao nhanh vậy? Cái gì ta? Con ký đi, ký anh em biết cái gì nói tụi mình nghe nha. Con kia cái đấy bụng bự giống con này á. Nó bụng nó bự hết rồi. Chưa hết rồi anh em ơi. Chưa hết tụi nó. Đây còn có con này bụng này Phú. Máu nhỏ mà chưa hết anh em ơi. Đây còn có con này. Đây con bụng bự này. Đây đây con bụng bự này. Hai ba con còn có không? Được không? Đi đi. Đi nó chạy đi nè. Ô chạy. Qua đi cái gì? Vô con cỏ giờ bắt hơn. Không có cái lớn này nhỏ nhỏ ta. Ờ Phú bắt cái lớn này. Chịn không? Nhìn nhìn. Như vậy? Ờ không kéo đi, phải rô phi không? Chiếc rô phi á. Bị chiếc rô phi mà rạn rô phi lượng tính á, nó mập. Ờ mập té. Bà bỏ con biên bao đi. Giờ anh kia nhảy không? Ờ giờ anh kia nhảy. Giờ ăn luôn đi, đưa anh kính ăn luôn cho anh. Giỡn á. Thôi kệ đi. Bộ chỗ đây mình thấy ổ ké lặng nha. Nhìn vô chân Phú con này. Ê đây 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 đây. Ghê nhiều lắm. Kiếm con cùng nào to đây, không thấy cái to ta. Điền thấy cái to hề. Ủa, con kia. Đâu? Chạy xung bước đó nó chạy. Giờ đi đi đi, đi tìm tìm con kia nào to to. Giờ đi bắt cua hay là đi bắt cá? Giờ mình tập trung đi bắt cua anh em ạ. Kia mấy ơi. Giờ con gì bắt nấy hết anh em. Hồi nãy giờ mình thấy con ốc mà giờ hết thấy ốc nữa ta. Đi tìm kỹ kỹ thử cái ốc bây giờ luộc ăn. Ốc kia đi nước ngon, ốc ngon lắm á. Đi đi nhanh nhanh kiếm cua bắt đi. Ừ. Cua nó ở theo đàn á. Rồi giờ xe thử đi, cho nó thử thấy không. Ồ, hồ kia nó to nha. Ồ, hồ rộng lắm nha anh em. Đây có con này mẹ. Đó. Bắt được không? Trời. Mình đó. Ra. Đây đây, đâm đâm, nó nắm này nè. Nó hết chưa? Nó thóc nữa không? Tây giờ một tiền thôi đó. Thôi. Chứ không có keo lớn nè, mấy chục kia là có keo lớn rồi. Đây mình chưa thấy keo lớn mà đừng có rồ rồ chút nữa thì có keo lớn. Hồi nãy chục kia mới thấy hai con xong mà tới chỗ này mình hết thấy nữa không? Chậm chậm, cố gắng đi tìm thêm nha. Nói chung là này hơn xui lắm anh em ạ. Hơn thì gặp xui thì thôi. Gặp thì bắt á. Xui thì không bắt được. Mấy con kia lộ đấy anh em đi hầm hầm nhiều lắm mà không có thấy keo lớn. Ủa, mình bỏ nghe cái tiếng này chậm không? Cua thấy cua anh em ạ. Cua. Đi 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 nhanh nhanh lên. Ê. Chị. Đeo. Ê Phú Phú rồi vừa đi ăn con gì to vậy to. Cua đen này đây 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 thứ gì này? Ăn gì? Ăn kia sao mà anh em ạ? Ăn kia. Đó đó thấy hết đây không? Ngon bên đây này, bên đây này. Phú Phú lấy đi ăn Phú ra thử xem không? Không, nó đây ngon là ăn gì á? Này ăn cái gì ta? Này ăn nha, con cua này này đang ăn. Này đang ăn. Bờ nó ăn xong mình bắt. Ăn xong. Cho mẹ gọi cứu con đi con. Gọi là trời đến tránh mình ăn anh em. Đợi im thường nó đi đâu nó đi có đi về hàng rồi nó không? Im bắt nguyên. Wow, cua này khá to nha. To lắm. Im nó vô cho nước đục không? Con này chắc 3 lạng anh em à. Còn ăn. Còn ăn thấy đạo quá anh em. Nếu nếu Từ, đợi im đi ăn ăn 2 phút. Ăn cỏ không ơi, cua cỏ sao ạ? Trong đám cỏ này thấy không? Ủa, im ăn phút đợi im ăn thử nó ăn rồi nó đi tới đâu giờ hàng bắt hết chỗ nó luôn đợi thử nó đi tới đâu to ghê to trúng bánh rồi trúng bánh này em ơi bữa nay tụi mình trúng cây gặp cây hồ còn cua sốt nhiều quá anh em ơi mà đi mốt cua mà đi là dạng như là đi chồm cua ở trong cái hồ này đây người ta mà bỏ đâu mình quay lại tìm kiếm nha hên xui sẽ gặp được số lượng cua mà người ta bắt còn sốt lại á nước độc nó phải nước độc không? Đây nó đang ăn uống như thế này nè. Thường nó chạy đâu nên nói chung ở đây nước cạn lắm tụi mình cũng sợ gì. Còn Phú tắt luôn Phú.
đặt luôn đi tìm càng to thấy cái càng hại quá anh em ơi. Bố con thằng này hút. Ui ô. Nó mạnh nó di chuyển nhanh quá. Càng thấy càng sợ quá anh em ơi. Con cua này nó phì lắm nha anh em. Thấy nó chơi càng lớn không? Ồ lúc đụng lúc đụng. Hỏi đâu ta? Đi thử thử nó đi. Đây, phú đẩy lại chỗ nước cao hơn nha. Nước đục quá mình thập tay xuống mình không có thấy nó. Phú làm nước đục ở đâu? Nước đục quá mình thập tay xuống không thấy nó kẹt mình luôn. Cái ua nó chạy lại chỗ nước trong đây này. Chụp nó, chụp nó. Thôi. Phú chụp được luôn. Hay càng gớm quá. Wow. Đó, nhập hai càng. Wow. Ua này hung quá đi em. Đụng nó vô hai càng lên nó chụp cắn lên. Ua nó to. Nó mà là kẹp cái càng đó. Chúng tay vô trong. Trong lấy cây cho con cua nó kẹp thử nó kỹ không? Lấy bị nhanh cây thử sức mạnh của con cua nha anh em. Kẹp. Cái cây này là nhỏ quá em. Con nhét ra anh em, giật không ra nữa. Wow. Bao kiếm nữa lì lì lì. Bốn con anh em ơi. Bốn con. Đã quá đã. Cảm giác thế nào Phú Huy Trâm? Quá sung sướng anh em. Quá sung sướng anh em. Hầu giờ nghi nói là đi mốt cua rồi chứ mà bữa nay mình đi lần thứ hai này, hầu bữa trước đi con hai con nhỏ nhỏ. Bữa nay đi con. Đây, ô cái bao. Ô. Giỡn không? Bốn con anh em ơi. Bốn con ký vào cây gõ con ké này nha. Đã quá đã. Đây, đã quá đã. Ừ. Mấy con này mạnh thiệt chứ. Quá mạnh. Không biết. Khang đi bên đây đi từ từ nha Khang, cua dậm cua nó kẹp xuống chân nha. Thấy con cua nào vậy? Ở cua nhỏ ốc anh em. Ốc không? Đây đây, ốc ở đây nghe nói là ốc mà ngon lắm nha. Ốc đây là ốc ở nước chè hai nha anh em. Ừ, nước chè hai nó ốc, vừa ốc này là ngon lắm. Ốc này thịt rất là nhiều. Giòn. Ốc này nó thịt rất là giòn nha. Khang coi ốc bắt luôn nha Khang. Nhưng mà tụi mình đi sang bắt con gì có thể dùng được thì tụi mình dùng nha. Anh em đi ra giữa hồ đỡ tìm những con cua thử con sốt ở đây không nha. Lúng quá lúng nha. Giữa hồ cái cháu của nó sâu quá. Giữa. Tụi mình vô giữa hồ tôm này. Con cua đã. Đeo đâu? Đâu? Cua. Mò thử anh. Mò thấy nó chạy này. Xỉu nè. Nó chạy vô đây không? Nước ở đây nước độc. Đi sâu quá. Mò thử hút kiếm thôi. Kiếm thôi. Mò em. Có thấy nó này. Đục má em đi nhanh quá cái nước độc hút. Mùa ngày đi nước sâu nữa. Nước sâu rồi độc quá, chỗ này nó lúng quá. Có đâu. Mình thấy nó chạy liền. Giờ cũng đi tới đây. Đi vô chỗ đây nè. Này nước sâu rồi nó lúng á. Mình thấy mình khó bắt rồi khó nha. Wow. Nói chung là dưới đây cũng có rất là nhiều hồ nha. Mình hên xui vào trúng hồ mình bắt được gì thì mình bắt nha. Nhiều vào lùm cỏ này xem thế nào nha anh em. Mình vào lùm cỏ nước nó cạn hơn chút và nó đỡ lúng hơn nha. Nãy giờ sao ốc như đi cũng ít hơn. Nãy lộn có mấy con ốc à. Chắc ốc nó nem ngồi chỗ cái mương chờ trong hồ ít ở. Trong hồ này ốc ở chắc ké nó ăn hết rồi, cua nó ăn hết rồi. Ốc không? Ốc không? Ốc. Phú bắt được con ốc này nha. Con nó mới mập cứa lắm, giờ ăn đã lắm. Ốc dưới đây hồi đó tao ăn lần rồi mà chỉ đi vô mà ra. Giờ đi vô trong khu vực cái chị ào ào trong đây nha. Tụi mình đang đi tìm tiếp theo, đi chậm chậm lại chút nha, nước độc quá, độc là không thấy cua. Để con đi nhanh là mất con cua à. Đi chậm chậm lại. Con cua anh em kỹ lắm nha. Con lém động nước là nó chạy mất luôn. Ốc có gì Phú? Ốc nhỏ quá. Mini à? Con thừa. Ốc to người ta bắt hết luôn. Ốc này thịt nhiều lắm anh em cô này, thịt đã đầy lần không? Thịt đã đầy lần trong miệng luôn này. Là dưới đây là thức ăn nhiều, màu mì nhiều nên tụi nó ăn ngon lắm. Ăn ngon nên nó rất là nhiều thịt. Tôi có dễ lột ăn. Thì kiếm thêm ốc cua được nữa, như đây ké mà ké nó còn nhỏ mà ké không lớn chắc cua nó ăn ké hết rồi. Giữa hồ nó sâu lắm, mình tụi mình nghĩ là cua nó tập trong ở giữa hồ nha.
Mà hồi nãy tụi mình vừa ra giữa hồ có thử vài thấy. Nước sâu lắm anh em, bắt không được, như lại mình gặp nó mình bắt không được nha. Đúng rồi, nước sâu quá. Nó lúng hả? Mình chạy lừa anh em. Cua là tập trong giữa hồ là tính nha. Giờ tụi mình vào trong gần gần bờ hồ trong này. Chỗ cỏ rồi cây đồ nhiều quá, mình bắt những con nó vào đây nó kiếm đồ ăn nha. Giờ ngồi đó nhiều hơn trong này ít hơn nha. Cua nhiêu phút? Này đỡ chờ hôm nào nước nó cạn hơn á. Trời đang nắng nhiều hơn, nước cạn hơn tụi mình xuống rìa giữa hồ bắt nha. Hôm bữa mới tụi mình đi bắt nhái á. Bắt nhái thì bắt được con rắn á. Tụi mình gặp mấy đứa nhỏ kia bắt được con bao cua ấy. Rồi nói chung là tụi mình cũng đợi khoảng nửa sáng sâu. Tụi mình rảnh rảnh là chạy xuống tìm thử cái hồ của tụi nào cũng để bắt rồi. Mình xuống kiểm tra lại bắt từ có con nào không. Hên quá cũng bắt được mấy con đâu. Giờ tụi mình đi tìm tiếp nhé. Nói chung là đi sang bắt hên xui anh em ạ. Đi vô nãy giờ tụi mình đi vô trong bờ bụi cây. Nói chung là gần trong bờ không thấy anh em ơi. Giờ mình ra phía ngoài vài nữa ra sao. Mình đi vòng vòng. Gì thứ gì thứ gì. Đấy, từ, ngoài này nước sâu lắm, nước sâu. Ý, từ, đeo. Đây, rầu, mình thấy đó nha. Đó. Đây. Con này cũng khé ổn nha anh em. Phục chắc hơn cái con hồi nãy nhưng mà được. Đủ, nằm im ru luôn hơn. Nằm ru. Nó nằm vô hâm nè. Nếu mình không đợi mình không thấy được đâu. Ờ, nó nằm im ru luôn. Phục rồi vô chút. Chầm mấy con đi. Phục rồi chút phục. Nằm được cái hay nữa nha. Không, chầm tắt lại đi ngủ đâu mấy. Cô nó kẹp nhanh, từ tâm, từ nước đúng không? Từ à, không có chạy nè, đi ô, tụi mình gặp cua vừa hô là chạy quá chạy ô, động nó chạy ô, giờ này im, tâm mày đợi im thử nó chạy ra giữa hô chỗ đông bộ nào quá chạy nè cua này. Kiếm đông bộ nó hả? Kiếm đông bộ nó nha. Có đông bộ đâu. Còn mấy cái, đừng có lông ra nó chạy mất vô rồi. Kiếm đông bộ hay là mất anh luôn. Nó chạy nó kiếm đông bồn nó nha. Để nó chạy thử. Để mà chạy thử tao thử nó chạy đi tao đeo nha. Dí lại. Dí. Ôi tụi con cũng đang lớn. Im hết, thử anh chạy tao đeo. Đây, thử vừa có cái hâm kìa. Ồ lại bắt anh em đỡ chạy nữa mất luôn á. Thấy nó quá ham rồi. Dí. Bao quay. Nó chạy nhanh quá anh em, bó đi mà nó nước đục là nó chạy vô đeo. Bắt cái tâm ơi. Bắt ơi. Ê sao nó quậy vậy? Đục ngao ủ. Ê, nó chạy ra đi. Đi. Tâm bay. Đâu. Ta đéo đi đâu lại bắt con đây. Đâu, cầm đi. Ê, kẹp đủ quá. Kẹp máu. Ừ. Kẹp gầm tét tay chảy máu rồi anh em. Bắt cái châm. Tâm bắt. Kẹp rồi bắt châm. Kẹp phút nó bắt châm. Dính chưa? Rồi dính không? Đủ quá chảy máu rồi. Ồ, kèm gầm trúng tay chảy máu luôn rồi anh em ơi. Chảy máu rồi. Chảy máu luôn rồi. Ủa, sao chịt bị vô đây? Lấy cái bi đi em. Dạ cái bi đi. Hàng dậy ổ tụi nó đi nè. Nãy giờ tụi mình dí cho nó chạy vô ổ tụi nó nha. Dí tay em ra nha. Lỗi có chút xíu. Ui ô, nó kẹp vô tay cầm nữa kìa. Ồ, nước cay luôn. Nước cay không? Xong luôn không? Nước đầu ổ. Nước mấy cái chân luôn rồi. Cửa chạy đâu vậy? Đúng rồi đó. Ngồi im đi. Sao? Ủa máu nè, máu. Nước vậy nước đụng nhau ậu. Từ. Ngồi im. Từ nước trong mạng con nó chạy trong bờ khang nữa, di chuyển khang. Thôi, đưa tôi đi. Có gì mở lên tìm nè. Lên tìm bằng, đứng cái gì đó. Đừng di chuyển. Con cua nó bỏ càng lại nó chạy đâu. Nó cắn trong nó bỏ càng lại nó chạy tới chỗ nào giờ tụi mình đang tìm nha. Chỗ nào ta? Đừng di chuyển. Đừng di chuyển đi, đứng im. Im nó đều ở trong lườn. Giờ mình đang tìm con cua nó cắn thằng trầm
tét tay luôn nè. Tét tay nó đi vào nè. Cắn rầm tét tay rồi nó bỏ càng lại nó chạy đi đâu giờ tụi mình chưa tìm ra nó nha. Càng đây đây đây. Càng chân của nó nè. Ê anh em, phút rửa sạch sạch cho anh em coi. Giục luôn à. Giục luôn à. Bỏ chân bỏ càng lại nó chạy thôi anh em. Giờ tụi mình đang đi tìm nha. Ủa nước độc dừa hả? Nước độc này sợ chứ. Ừ. Nước độc quá độc anh em. Giờ mình đi tìm dừa đi. Nước độc quá. Giờ không biết nó ở chỗ nào luôn á. Ồ. Đây có con ké này. Sao Phú? Cua nhỏ à? Cua đây mới đây nó chạy đâu ta? Không biết. Đây, máu nó bộ bên này. Không phải chân con đi á. Nhi Phú? Cua nhỏ à? Đeo thử vậy. Phú bắt con cua nhỏ nha. Tụi mình đang từ tìm thấy dấu vết con cua lúc nãy nó cắn trầm bỏ cái bỏ chân này nó chạy tụi nó rồi tìm chưa ra nha. Uống quá uống nha. Tụi thấy cua tụi mình mừng quá. Chạy cái biển sao mà. Con cua này nó cắn mình chạy máu giờ nó núp luôn anh em ạ. Anh em mình kiếm nãy giờ không có. Tét tay luôn nè. Cắn trầm tét tay luôn. Giờ anh em mình quậy nãy giờ núp nó độc mồm mình kiếm rất là khó nha. Giờ tụi mình lên bờ ngầu chờ cho nước trong rồi tụi mình xuống bắt nó nha anh em. Mình canh chỗ nó đi. Mình khé nắm con cua này nha anh em. Mình phải canh bắt chết được nó, không được nó thốt được. Cái mình chảy máu đây, mình phải ăn thịt nó mình mới hả dần lần nha anh em. Nói chung là thu phục được nó nha. Phú giờ đứng ở vật làm pin rồi y như là nếu mình đứng lên đi chờ nước nó trong rồi mình xuống mình kiếm lại nha. Nãy giờ mình kiếm thiệt lâu mà không có. Phú giờ để đứng rồ đèn tìm. Từ từ Phú tắt đèn đi, cho đỡ cho nước thiệt trong một chút là xuống. Tụi mình không nôn nóng gì lắm. Mình chờ đợi nha. Chờ đợi là hạnh phúc sẽ có kết quả tốt nha anh em. Là tụi mình đi cũng được 2 tiếng đồng hồ nha anh em. Cây con giờ nó xoay luôn. Nước đục quá kiếm hết ra anh em. Chờ này giờ mà kiếm không ra. Này giờ mình bắt được 5 con á. 4 con lớn chứ có một con nhỏ chứ mấy kia mấy ngốc anh em ơi. Thôi giờ nãy giờ 2 phi vô. Tụi mình giờ đi về nha anh em. Rồi tụi mình xuống kiếm lại nha anh em. Giờ luộc ăn. Hơn quá. Thôi chào tất cả anh em nha. Giờ tụi mình về nhà nha. Nói chung là con đó nó kẹp đeo quá. Kẹp tiền trầm. Tiết tay chạy máu rồi nó bỏ càng lại bỏ chân lại giờ nó chạy luôn. Giờ mình giờ mình chớn trăm giờ đi bệnh viện coi thư vết thương sao cái nha anh em. Đúng rồi, tụi mình làm việc tốt nha anh em. Nãy giờ tụi mình đi bắt được mấy con cua nha anh em. Giờ đây là giờ luộc chấm muối ớt. Chấm muối ớt nha. Ngốc qua ngốc này mới dứt á. Chờ mình ăn thử cái con ốc này nè. Ốc vô mồm á. Đâu cua ơi. Thương cua ơi. Wow, cua cơ gạch không? Wow, cua đi không có gạch nha anh em. Ừ, lùi chân chân cua ơi. Nhắm quá. Với công lao rồi mình đi xoáy một con nha anh em. Xoáy con bự lắm. Xoáy hai con hay không con? Hai con không? Kẹp tét tay chậm á. Anh cua chắc không lại quá anh em ơi. Ba là buồn em ạ. Đây mời anh em ăn cua nha. Wow, cua thịt rất là chích ạ. Wow, đã quá. Ngọt. Thơm ngọt quá. Thịt chích lắm anh em ơi. Ngọt. Ngon quá. Ngon. Đi trước nè. Cô má biết giờ còn sống bao nhiêu luộc ngon quá nhưng mà ngon.
Buổi sáng là tụi mình xuống quyết tâm là phải bắt được hai con đấy với cùng đồng bọn tụi nó nha anh em. Đồng bọn tụi nó còn ở trong đấy đông lắm anh em ạ. Do mà đi nước sâu quá anh em ạ, mình bắt mụn tụi mình bắt chưa có được. Buổi sáng tụi mình canh nước cạn nha, tụi mình xuống mình hút trọng ổ luôn. Cái gạch nó này anh em, gạch đây là nó chưa làm gạch lắm. Thịt ngọt quá anh em. Quá đi, gạch này. Đó. Con đi gần làm gạch đó, gần ở đó, mớ gạch vàng là chưa ở đó nha anh em. Béo. Béo đã quá. Đù. Quá ngon. Quá biết anh em ạ. Cua này béo chất lượng ạ. Vài bữa nữa, cỡ 10 ngày nữa là lên gạch đó đó là mới ngon nữa nha anh em. Thì mới gạch, nó tạo gạch mới có gian à, chưa đó. Ngon bậc hen. Chung là bữa nay tụi mình đi hao bị xui là cái nước cái nghe cái nước nó lớn nha anh em, nước lớn nên bắt cua hơi khó, cua nó chạy mình nước nó đục, nước lớn nữa là mình kiếm không có ra, nghĩ do nước lớn mà sợi hai con anh em à, gặp là nước cạn là mình bắt hết tóm gọn tụi nó không, nên là buổi sau tụi mình canh ngay nào mà nước thiệt cạn thiệt đẹp đẹp ngay là mình xuống bắt hết ổ tụi nó luôn anh em à. Đi mà nước cạn là tụi nó chạy cũng đùa tốt đấy, sâu quá. Cua này rất là ngon nha anh em, cua xanh chắc thịt ngọt thơm béo. Anh em xem video bắt cua tụi mình, nếu thấy thú vị thì đỡ lại cho tụi mình một like, một tim và một đăng ký kênh nha. Bữa sau anh em mình chỉ canh nước cạn thì bắt nhiều hơn cho anh em xem nha. Còn video đến đây là kết thúc nha anh em. Chào anh em nha. Tụi mình ăn hết không? Hết cua luôn. Còn con này đưa cho dành cho cameraman nha anh em. Anh xâm phạm là ông buồn à. Bữa sau ông có quay nữa. Thôi chào tạm biệt anh em. Khang, anh giữ con sao chào. Chào anh em nha. Chào mọi người nha.